mất điện thật rồi. Mất điện cái là thấy Ngọc Mai ngay, có điện là không thấy đâu nữa. Mình chào tất cả các bạn nhé. Ở quê mình hôm nay lại mất điện rồi. Mấy bác thợ điện hay thật, cứ thích thì cắt thôi mà không thích thì lại đóng điện lên thôi. Cái máy phát thì mình đã mua về đây rồi, để tẹo luôn mình bật máy phát sau. Mẹ đang nấu cơm mọi người, bây giờ không ai ở trong phòng cho nên là không cần phải điện ngay. Hôm qua mình có bảo với các bạn ấy là máy gặt người ta đang gặt ở đồng mình, là người ta gặt xong người ta sẽ chở thóc về đến tận cổng này nhà mình này. Thế nhưng mà hôm nay đen quá, đúng đến lượt nhà mình thì máy chở người ta lại hỏng ấy, cho nên là cả một cái vế đằng kia kìa là người dân là đều không được ai người ta chở thóc vào cho, toàn bộ đều phải đi gánh hết. Bây giờ mình cũng phải ra ngoài này để gánh về này. À đây có máy chở đây rồi đây, máy chở sửa xong rồi đây. Lúc đấy là bị bục xăm à? Cậu thợ máy cày, cậu chở thóc hay cậu ở đợi cậu một tí để về vá xăm ra cậu chở cho. Thế nhưng mà mình đang định vội ra để chở luôn, không để ngoài này chưa lắng quá. Sợ cậu máy cày cậu không sửa được, làm đến tận tối mình không chở được về thì lại nhỡ mất một buổi trưa lắng là không phơi được thóc. Vậy mình với gia đình đã chuyển thóc vào trong chỗ nhà cậu Sơn ở cạnh ruộng nhà mình rồi để gửi đấy, xong rồi mình đánh xe máy ấy, mình đi theo đường bờ đập mình trở về. Nhưng mà may quá để bây giờ chỗ cậu máy cày này cậu ra cậu bốc hết vào đây rồi chở tắt qua đồng về nhà mình luôn, khỏi phải chở xe máy nữa. Mất điện rồi cậu ạ. Đấy, ôm lên đây vất vả, ôm lên đây rồi giờ lại ôm lại. Thôi bố đâu nhỉ, nhà mình có bao nhiêu thóc thì lại bốc lên đây để cậu ấy trở về cho mình luôn. Cậu Sơn mất điện rồi, không phải là độc nhà mà cậu đâu, cháu cũng mất mà. Về đấy thì lại mất cả làng, mất cả làng. Bốc vào đẩy vào thế đây, chở xe tông tông về sân. Lấy 2-3 cây bưởi ghép chanh vào. Ghép chanh vào bưởi á? Việc này cháu làm được. Lại phải bốc vào tư vườn vào. Cậu Sơn biết mình mà gì nhỉ, dành về món cây trồng đó mà cậu đang nhờ mình ghép cái cây bưởi vào cây chanh hộ cậu để biến cây bưởi thành cây chanh. Bây giờ từ từ nhé, để mình nhấc những cái bao tải thóc của nhà mình lên đây để cậu trở về trong vườn nhà mình kia. Cậu đổ ngay ở đây cho mình thôi, không cần phải cho vào đây đâu, để mình gánh ngoài này cho nó rộng. Để cho xe lùi một tí, sau mình gánh từ đây vào cho rộng. Thóc thì thừa nhiều quá. Hey kid, don't ever let them get inside your head. Tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Xin mời em Tún. Những hạt thóc đầu tiên đã về với lại sân của gia đình mình rồi các bạn này. Đây là những cái ruộng mà ở gần nhà mình nhất, còn một số ruộng ở xa nữa thì sau để cắt sau đi. Mà nói chung là máy cắt hộ mình thì mình mới cắt được chứ đúng không? Bây giờ thì để ra mình phật cái máy phát lên đã. Đấy, mất điện này chắc là mấy cháu nhỏ trong khi nóng quá là ra ngoài này để bác Quế bật máy phát rồi chui vào điều hòa. Alright, just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Bác cũng thấy hơi lạ là mọi hôm tầm này là Tún không có ra thăm bác đâu. Hôm nay tự nhiên lại ra thăm bác tầm này. Ở nhà mất điện nóng à. Đây để bây giờ mình sẽ phật cái này lên luôn nhé. Chưa điện sáng chưa? Không điện ở đây, điện đây. Điều hòa chạy chưa? Đây là phòng của bố mẹ mình các bạn ạ. Đây mấy chị em ở trong này cho mát nhá, bật điều hòa này, đóng hết các cửa sổ lại. Mày hôm nay ra thăm bác giờ này bác biết thừa nhá. Hôm nào mà có điện mà ra tầm này bác đuổi nhá. Nhá. Sao đây mà đừng đóng cửa cho mát.
nóng quá. Nhưng mà cũng may là thời tiết nó nắng ấy. Nếu mà vụ mùa này mưa nó còn vất vả hơn ấy. Mưa thì mình không thể nào mà phơi được thóc, mà cũng không thể nào mà thu được rơm. Mình vừa phơi xong cái thóc ở trên nhà thì ra ngoài này này, mình cho các bạn xem cái này. Đây, những cây bầu của mình hôm nay mình mới nhìn lộ rõ quả này. Nó rất chi là sai. Ui ôi, chỗ này ba quả liền này. Hôm nọ mẹ mình bắt được một quả bầu để ăn rồi. Đây các bạn này, những quả này là có thể là nếu như ăn vội là có thể bắt được ăn rồi. Đây này, to phết. Bố mình bảo là nếu trồng bầu vào cái mùa này ấy, thì khả năng cao là nó sẽ không có quả đâu, bởi vì cái mùa bầu là nó hết rồi ấy. Mình trồng là nó hơi bị muộn. Thế nhưng được cái là cũng may. Cái cây bí thì mình trồng là kiểu nó nên chậm hơn cây bầu ấy, là quả nó vẫn chưa ra nhiều. Nhưng mà bầu ở bên này này, cho các bạn xem nhá, xài lắm. Đây, để mình vặt một quả bầu mình ăn sống cho các bạn xem. Ngày xưa là mình ăn sống bầu nhiều lắm, ăn sống bầu mùa hè này nó mát mà. Ở trong này cho các bạn xem này. Ui lên. Đấy, hai quả bầu to không? Đấy, hai quả bầu là ở cạnh nhau kìa. Đấy, ở bên này cũng này. Một hàng luôn. Trông như là đàn lợn con ấy, nhìn thấy không này. Đây, đấy, ra nhiều lắm. Thế là bố mình bảo như thế là mình cũng hơi buồn buồn, nhưng mà khi thấy cái cây bầu nhà mình nó phát triển tốt nó cũng vui. Hôm nào mình sẽ đi đánh một bữa hến về để nấu cái bầu ăn. Đây. Đấy, vừa với thóc xong nóng nóng mà lấy cái quả bầu này, lấy cái lạo gọt đi ăn 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 sống nó ngon hơn là mình ăn dưa chuột đấy các bạn. Các bạn để mình lấy cái dao mình gọt nhé. Cái tiếng máy phát nó hơi ồn các bạn nhỉ, nhưng mà mất điện thì làm thế nào được. Đây thì mình sẽ chấm cái quả bầu với lại cái bột canh chanh ớt là mình vừa pha đây này. Mời tất cả các bạn nhé. Đây. Đó. Ăn nó không được giòn như là ăn quả dưa chuột, nhưng mà nó rất là ngọt. Và nó có mùi thơm thơm của bầu đó. Nhưng mà các bạn là phải ăn cái quả bầu nó non như này nhé. Hoặc là nó non hơn một chút nữa ấy, thì là nó sẽ không có ruột. Thì có ruột nó sẽ bị bốc, nó không ngon đấy. Có ruột thì chúng ta chỉ có nấu hoặc luộc thì nó sẽ ngon hơn thôi. Đây. Ngon lắm các bạn. Mình nhớ ngày xưa nhà mình trồng bầu cũng nhiều ấy. Bố mẹ đi làm đồng về là kiểu nhà mình bây giờ cũng nghèo á. Cái ăn không có là toàn ra bớt bầu ăn sống rồi. Bây giờ làm sao mà có một canh ngon như bây giờ được. Bây giờ nếu mà có thì chỉ có chấm muối trắng hoặc là ăn sống á. Không có cái gì chấm cả. Ngon mà. Ngon, không có một cái mùi hôi của quả bầu nữa. Bởi vì cái vỏ mình đã gọt đi rồi. Đang nóng ăn như này nó mát. Tắm mát. Đi đây. Tắm mát. Tắm đi, tắm đi. Tắm đi. Đấy, đúng rồi. Đây là cái cách tắm của Ti các bạn này. Đấy. Cho lòng không tắm rồi là cứ phải thả dâu như này thì nó mới tắm cơ. Tắm bằng đĩa, tắm bằng bát nó mới thích. Đây là hình ảnh con chim Ti Ti của mình này. À quên, mình gọi nó là con Ti thôi, nhưng còn thực ra thì nó là một con khuyên đấy các bạn. Con khuyên xám mà Avi nhà mình ghép sinh sản ra đấy. Căn bản là mình chơi với nó nhiều, đâm ra là nó cũng lành. Với lại nó nói chung là nó cũng biết chủ ấy. Mình nuôi nó từ nhỏ đến giờ cho nên là nó cứ theo mình ghê lắm. Lúc nào mà mình đi qua cái lồng của nó mà mình không cho nó ăn cái gì, hoặc là mình không trêu nó một cái là nó cứ làm quýnh ở lên ấy. Nó ở trong đồng nó lộn ngược lộn xuôi ấy. Thích lắm, mùa hè này tắm nhà ăn khoái lắm. Để mình ngồi dịch ở đây một tí cho nó có lắng nhé. Vừa lắng vừa tắm nó mới thích. Thế, đấy đúng không? Tắm chốc lại nhảy lên tay mình phơi lắng. Vừa tắm cho bé Khuyên xong thì vòng ra ngoài này. Hôm nay có bác ở trong xóm, bác ấy để lại cho mình ít rơm của nhà bác ấy các bạn.
Thì như hôm qua mình có nói với các bạn là mình muốn làm một cái đống rơm to to ở khu vực này, để ví dụ như là vào cái mùa mà mình không kiếm được cỏ cho dê ăn này, cho chuột lang ăn này, hoặc là cho thỏ ăn, thì mình có thể lấy rơm. Hoặc là mình có lấu lướng cái gì thì mình sẽ dùng rơm, thì nó rất là tiện đấy. Ở nhà quê thì cái rơm này nếu như mà không có thì phải chịu thôi, còn nếu lấy được thì nó rất là tốt. Cái rơm nhà mình thì mình đang ôm về, mình phơi ở ngoài kia để cho khô xong mình mang ra đây. Còn cái chỗ rơm này là nhà bác là cắt trước này thì là nó khô hơn, thì đây bác đang ôm vào trong mình. Đấy, cái đống rơm là mình tính đánh ở chỗ này luôn này. Sau lâu mai cái view của ao như mình nói rồi đấy, là nhìn nó có đống rơm với lại có cây mít thì đẹp phết đấy. Đấy, để bây giờ bác cứ hộ cháu ở đây nhá. Để bây giờ cháu về cháu xem là những con chim của cháu có con nào nó bị hết nước không. Nóng quá các bạn ạ. Bố thử cho dê ăn rơm khô cho nó ăn không? Nó ăn mà. Vào mùa đông ấy, vào mùa đông thì mình thấy mọi người chăn dê là thường hay tích trữ thức ăn ở mùa hè, là tức là phơi khô lên ấy, phơi khô lên rồi để cho dê nó ăn vào mùa đông. Thì mà có những cái trận mưa mà nó lâu ngày ấy, dê ăn cỏ ướt nó không tốt ấy, thì là mình cho nó ăn bằng cái cỏ khô nó sẽ tốt hơn. Đây cái đàn dê của mình đây này. Đấy, con dê con này là bác Long cũng sắp sửa bắt được rồi đây, to phết rồi đấy. Cái này là nó có rau, cái này tươi. Tươi. Cái cỏ này vừa rồi là mình để cho chim nó làm tổ, nhưng nó không làm tổ thì đợt này mình lại cắt này. Đây con dê con này. Đấy, 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 đấy. To phết rồi đấy. Nó nhát, nó không như con mẹ nó thì lành lắm. Đây con mẹ nó đây các bạn này. Xà vuốt thoải mái. Đây, bê 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 bê. Bê 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 bê. Đây, ăn này, ăn, ăn này. Chíp chíp, có ra ngoài đồng không hả chíp ơi? Hôm nay người ta cắt hết lúa rồi, đừng ra ngoài đồng rồi chíp ơi. Đây đây, để ra đây xem nào. Chíp 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 chíp. Ê ê. Từ 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 từ, để lừa làm ngóng ra đã. Từ từ, lạch đà lạch bạch, ta vụt cho mày ra đây này. Ô ô ô ô ô, cái thằng này. Ở quê mình hôm nay là người dân đã cắt lúa hết rồi. Cắt có một ngày thôi là gần như được sạch hết đồng các bạn ạ. Mình muốn lừa cái đàn vịt đàn ngỗng của mình ra ngoài đồng để cho nó kiếm ăn ở ngoài đó. Đi, để cho nó ra ngoài. Cái con ngỗng này nó ồn quá, nó ồn kêu to hơn cả cái máy phát của nhà mình cơ. Đi 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 đi. Đấy, nếu mà trời tối mà nó không muốn về là mình để cho ở ngoài đồng luôn. Đi, quên đường ra gì à? Ôi ôi ôi, nhảy dù quá đây ơi. Ôi ôi, bọn vịt dài này nó nhảy được nhưng mà vịt mấy ngỗng của mình nhảy lên là gãy chân đấy. Đi 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 đi. Ôi bay rồi, bay rồi, bay rồi, bay như chim rồi. Chết mới có một nơi. Bố bố con nửa ra cái. Nó kêu to quá. Đây. Đấy, thấy nước chưa? Ngon lành cành đào. Con chip của mình nó cũng già quá rồi các bạn. So với cái tuổi đời ấy, thì con vịt nó sống đến tầm này là nó cũng đã nhiều tuổi lắm rồi đấy. Với lại cái con chip này của mình ấy, nó là một cái dòng vịt mà mình gọi là vịt ngắn ngày ấy. Nó không như những con vịt kia đâu. Những con vịt kia thì là cái tuổi thọ nó sẽ cao hơn, bởi vì là nó là vịt cỏ. Còn con chip này của mình nó gọi là vịt bầu ấy. Vịt bầu cho nên là nó chỉ to thôi, ngắn ngày lắm. Không biết là nó còn ở với mình được bao nhiêu lâu nữa. Nhưng mà cứ cố gắng thôi. Bây giờ sức khỏe của nó còn không được tốt như ngày xưa nữa. Chân nó yếu lắm. Thang hồ vầy nhá.